Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn các bạn đến với chương trình Culture Podcast, tổng hợp tin tức nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và thế giới trong tuần qua do Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa các bạn, bạn sẽ làm gì nếu có 1 tỷ đô la Mỹ? Một vé trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,05 tỷ đô la đã được bán ở Michigan, giải thưởng xổ số lớn thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ. Một người nào đó ở Michigan đã thức dậy vào sáng thứ Bảy với tin mừng thay đổi cuộc sống trở thành triệu phú sau một đêm. Xổ số Michigan cho biết các con số trúng thưởng được quay vào thứ 6 là số 4, 26, 42, 50, 60 và một Megaball là 24. Chiếc vé trúng thưởng được mua tại một cửa hàng Kroger ở ngoại ô Detroit của Novi. Tỷ lệ trúng giải độc đắc Mega Millions là rất hiếm, 1 trên 302,5 triệu. Trở về với tình hình đại dịch, đối mặt với các biến thể mới, dễ lây truyền hơn của coronavirus và sự gia tăng đột biến vào mùa đông, một số quốc gia châu Âu đang bắt đầu bắt buộc sử dụng khẩu trang y tế với hy vọng có thể làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Các nhà nghiên cứu Vương quốc Anh cho biết biến thể COVID mới có thể làm tăng tỷ lệ tử vong hơn 30%. Và trong tuần này, một sự kiện nổi bật được cả thế giới theo dõi đó là lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi người Mỹ chấm dứt cuộc chiến không khôn ngoan này. Bà Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống, phá bỏ rào cản lịch sử về giới tính và chủng tộc. Tổng thống Biden đã ký 30 lệnh hành pháp và hành động trong những ngày đầu tiên làm Tổng thống của ông, trong đó đảo ngược nhiều chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Ông Donald Trump và vợ Melania đến Florida sau khi rời Nhà Trắng và tỏ ra bí ẩn trong kế hoạch tương lai của mình. Ông nói, chúng tôi sẽ trở lại trong một hình thức khác. Trong khi đó, phiên tòa Thượng viện để xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump đã bị trì hoãn cho đến tháng sau, và việc luận tội cựu Tổng thống Trump là có thể hay không? Tổng thống mới nhậm chức của Hoa Kỳ Biden cam kết làm việc với Canada về chính sách mua hàng Mỹ. Trong cuộc gọi với Thủ tướng Trudeau, đây là cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài trên cương vị Tổng thống. Trong khi các thủ hiến ở Canada nói với Thủ tướng Trudeau rằng họ muốn gây chiến với Hoa Kỳ vì dự án Keystone XL đã bị hủy, gây thiệt hại lớn đến tỉnh bang Alberta. Và một số tin tức đáng chú ý như sau. 33 trẻ em mất tích được giải cứu trong một cuộc điều tra buôn người lớn, FBI cho biết. Ý chặn TikTok đối với một số người dùng sau cái chết thương tâm của cô gái 10 tuổi, được cho là chơi trò chơi nghẹt thở. Trùm ma túy bị truy nã gắt cao nhất châu Á, người Canada gốc Hoa bị bắt ở Amsterdam. Larry King, người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh nổi tiếng của Hoa Kỳ, qua đời ở tuổi 87. Các nhà nghiên cứu Quebec tìm ra một loại thuốc hiệu quả để chống lại COVID-19. Bộ Y tế Canada phê duyệt xét nghiệm COVID-19 nhanh. Đây là thử nghiệm PCR nhanh di động đầu tiên cho COVID-19 cho thị trường Canada. Canada trở thành điểm đến du học phổ biến hơn Hoa Kỳ. Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam. Số người chết do ung thư ở Việt Nam cao thứ 50 trên thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo rủi ro bão kinh tế toàn cầu do cách ứng phó COVID-19. Và Netflix đã vượt mốc 200 triệu người đăng ký. Bản tin chi tiết sẽ được gửi đến các bạn ngay sau đây. Ba trẻ em mất tích được giải cứu trong cuộc điều tra buôn người lớn trong chiến dịch Los Angeles được thực hiện ở Los Angeles. FBI công bố một cuộc điều tra buôn bán người đa cơ quan ở Nam California dẫn đến việc giải cứu 33 trẻ em mất tích. Ít nhất 8 trong số trẻ em đã bị bóc lột tình dục, nhà chức trách cho biết. FBI đã chứng kiến sự gia tăng đột biến tội phạm liên quan đến buôn bán người trong những năm gần đây, với cơ quan báo cáo hơn 1.800 cuộc điều tra đang chờ xử lý tính đến tháng 11 năm 2020. Hơn 20 cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan phi chính phủ đã tham gia vào chiến dịch những thiên thần bị mất tích bắt đầu vào ngày 11 tháng 1 như một phần của tháng nhận thức về nạn buôn người. FBI coi buôn người là nô lệ thời hiện đại và trẻ vị thành niên tham gia buôn bán tình dục thương mại được coi là nạn nhân. Trợ lý giám đốc FBI Christy Johnson cho biết, theo Fox 11 Los Angeles, mặc dù hoạt động này tăng cường nguồn lực trong một khoảng thời gian có hạn nhưng thành công rực rỡ, FBI và các đối tác của chúng tôi điều tra buôn bán tình dục trẻ em hàng ngày trong năm và suốt ngày đêm.
Một số trẻ em trở lại buôn bán tình dục thương mại sau khi được chính quyền giải cứu, hoặc tự nguyện hoặc không bị ép buộc, đòi hỏi cơ quan chức năng phải thực hiện một số biện pháp can thiệp. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ một kẻ tình nghi buôn người và mở nhiều cuộc điều tra. Năm 2020, FBI đã khởi xướng 664 cuộc điều tra buôn người trên toàn quốc, thực hiện 473 vụ bắt giữ. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết là nạn nhân của nạn buôn người, hãy gọi cho đường dây nóng của Trung tâm Nguồn lực chống buôn người quốc gia National Human Trafficking Resource Center Hotline số 888-373-7888 hoặc truy cập humantraffickinghotline.org. Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19. Tính đến tối ngày 23 tháng 1, thế giới đã có hơn 98.7 triệu ca nhiễm. Trong số đó, trên 54.4 triệu trường hợp đã hồi phục, có trên 2.1 triệu ca tử vong. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia với số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với gần 25 triệu ca nhiễm và trên 417.000 tử vong. Tiếp theo lần lượt là Ấn Độ, với trên 10.6 triệu ca bệnh, và Brazil, trên 8.8 triệu ca bệnh. Nga và Vương quốc Anh có hơn 3.6 triệu ca bệnh. Pháp trong tuần này cũng đã vượt qua con số 3 triệu ca nhiễm. Vương quốc Anh có số ca tử vong cao nhất châu Âu với trên 97.000 ca tử vong. Đối mặt với các biến thể mới dễ lây truyền hơn của coronavirus và sự gia tăng đột biến vào mùa đông, một số quốc gia châu Âu đang bắt đầu bắt buộc sử dụng khẩu trang y tế với hy vọng có thể làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ Pháp hiện đã quy định công dân phải đeo khẩu trang phẫu thuật FFP1 dùng một lần và khẩu trang FFP2 có khả năng lọc bảo vệ nhiều hơn, hoặc khẩu trang vải đáp ứng cùng thông số kỹ thuật loại 1 chặn hơn 90% các hạt ở tất cả các nơi công cộng. Quy định này theo sau một quy định của chính phủ Đức vào thứ Ba yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang FFP1 hoặc FFP2 khi tham gia giao thông công cộng, tại nơi làm việc và trong các cửa hàng. Động thái này diễn ra sau khi bang Bavaria của Đức đưa ra một biện pháp thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, đó là áp dụng mặt nạ phòng độc N95 cấp phẫu thuật, lọc 95% các hạt không khí trong các cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng. Áo sẽ bắt buộc đeo FFP2 trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cửa hàng từ ngày 25 tháng 1. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trích dẫn sự lây lan của các biến thể coronavirus mới lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh, Nam Phi và Brazil là lý do cho các yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Trong hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo EU đã cân nhắc các biện pháp hạn chế biên giới cứng rắn hơn để hạn chế việc đi lại không cần thiết và đồng ý với một khuôn khổ chung cho thử nghiệm nhanh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC hôm thứ Năm cảnh báo rằng các biến thể mới của coronavirus có thể gây ra nhiều trường hợp nhập viện và tử vong hơn trên khắp châu Âu, kêu gọi các nước bắt đầu thực hiện các biện pháp bổ sung từ giãn cách xã hội đến cách ly và truy tìm liên lạc ngay lập tức. Các nghiên cứu gần đây cho thấy cách tốt nhất để hạn chế việc tiếp xúc với các giọt bắn là sử dụng khẩu trang y tế ngoài các biện pháp sức khỏe cộng đồng. Khẩu trang FFP bảo vệ người đeo bằng cách lọc cả luồng không khí đi ra và luồng vào. Chúng cũng có thể cung cấp một số mức độ bảo vệ chống lại các giọt nhỏ hơn. Khi được đeo đúng cách, khẩu trang FFP2 có thể lọc ít nhất 94% các hạt. Trong khi đó, thì hiệu quả của các khẩu trang vải phụ thuộc vào số lượng lớp vải và loại vải được sử dụng, hầu hết không có bất kỳ loại xếp hạng an toàn nào. Hướng dẫn về khẩu trang vải được ban hành trong đợt đại dịch đầu tiên khi ít người biết về cách COVID-19 có thể lây lan qua giọt bắn và nguồn cung cấp khẩu trang y tế còn bấp bênh, hiện đang được đánh giá lại. Khẩu trang vải vẫn được coi là tốt hơn so với không đeo khẩu trang, nhưng Hội đồng Tư vấn Sức khỏe của Pháp hôm thứ Hai cho rằng chúng có thể không cung cấp đủ khả năng bảo vệ chống lại các biến thể mới. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân nói chung nên sử dụng khẩu trang vải, lý tưởng nhất là loại có 3 lớp. Nhưng đối với các chính trị gia châu Âu đang cố gắng ngăn chặn sự gia tăng mới của các trường hợp nhiễm coronavirus theo đường xoắn ốc, thì phép tính rất đơn giản. Nếu khẩu trang y tế giúp ngăn chặn sự lây lan của virus, chúng nên được thực thi. Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm tư vấn về các mối đe dọa virus hô hấp mới và mới nổi của chính phủ Vương quốc Anh, NERVTAC,
đã kết luận rằng biến thể mới được tìm thấy đầu tiên ở Anh Quốc, đó là biến thể B117, có thể làm tăng tỷ lệ tử vong lên đến 30% đến 40%. Phát biểu trong cuộc họp báo ở phố Downing hôm thứ Sáu, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra một lưu ý cực kỳ thận trọng khi được hỏi về triển vọng của khả năng khi nào có thể trở lại cuộc sống bình thường, dù tốc độ nhanh chóng của chương trình vaccine. Ông nói cứ 10 người lớn ở Anh Quốc thì có một người đã được chủng ngừa. Ông ca ngợi tốc độ phân phối vaccine với 5,4 triệu liều đã được tiêm, đúng thời hạn 15 tháng 2 mà chính phủ đã đặt ra để tiêm chủng cho 4 nhóm ưu tiên đầu tiên. Nhưng ông kêu gọi công chúng tiếp tục tuân thủ các hạn chế. Cố vấn khoa học chính của chính phủ Anh Patrick Vallance đã chia sẻ bằng chứng ban đầu về biến thể Vương quốc Anh xuất hiện lần đầu tiên ở đông nam nước Anh vào tháng 9 và đã trở nên phổ biến trên khắp Vương quốc Anh. Ông cho biết cứ 1.000 người 60 tuổi bị nhiễm biến thể mới, có lẽ 13 hoặc 14 người có thể chết, so với 10 người trên 1.000 của chủng ban đầu. Biến thể này cũng được cho là có khả năng truyền xa hơn, từ 30 đến 70%. Biến thể đã lan rộng đến một số quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Canada. Các quan chức Anh cho biết họ tin tưởng rằng vaccine đã được cho phép sử dụng chống lại COVID-19 sẽ có hiệu quả chống lại chủng virus mới được xác định trong nước. Nhưng đã có những phát hiện ban đầu đáng lo ngại liên quan đến các biến thể khác được xác định ở Nam Phi và Brazil. Ông Valence cho biết chúng có thể có một số tính năng khiến chúng ít nhạy cảm hơn với vaccine, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy chúng có khả năng lây truyền cao hơn. Trước đó, Matt Hancock, thư ký y tế, nói rằng có bằng chứng trong phạm vi công cộng rằng biến thể Nam Phi làm giảm hiệu quả của vaccine khoảng 50%. Mối quan tâm về các biến thể mới được xác định đã gây ra một loạt các hạn chế đi lại mới trên khắp thế giới. Nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới của họ đối với du khách đến từ Vương quốc Anh. Chính đất nước này cũng đã tạm dừng các chuyến bay từ Brazil và Nam Phi. Thủ tướng Boris Johnson cho biết có thể có thêm các hạn chế. Quốc gia này hiện đang trong tình trạng khóa cửa trong nỗ lực làm chậm đợt bùng phát virus mới. Các quán rượu, nhà hàng, địa điểm vui chơi giải trí và nhiều cửa hàng đóng cửa và mọi người được yêu cầu phần lớn là ở nhà. Việc cung cấp vaccine AstraZeneca sang châu Âu sẽ giảm 60%. AstraZeneca sẽ cắt giảm 60% việc cung cấp vaccine COVID-19 cho châu Âu trong quý đầu tiên của năm. Do các vấn đề sản xuất, một quan chức cấp cao nói với Reuters, công ty dự kiến sẽ cung cấp cho 27 quốc gia châu Âu khoảng 80 triệu liều vào cuối tháng 3 nếu được Liên minh châu Âu cấp phép, nhưng đã thông báo về việc giảm xuống 31 triệu liều vào thứ Sáu do vấn đề sản xuất tại một nhà máy sản xuất vaccine ở Mỹ do đối tác Novavax điều hành. Vaccine Oxford-AstraZeneca được coi là chìa khóa cho nỗ lực tiêm chủng toàn cầu vì nó được sản xuất rẻ hơn so với các nỗ lực của đối thủ và có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh. Mặc dù vaccine coronavirus đã được phát triển và phê duyệt với tốc độ kỷ lục, nhưng việc cung cấp các lô đầu tiên ít hơn so với mong đợi của nhiều thành viên châu Âu. Pfizer đã thông báo hoãn các chuyến hàng vaccine của mình trong vài tuần tới do hoạt động tại nhà máy chế biến chính của họ ở Mỹ. Pfizer cũng đã cảnh báo các lô hàng của Vương quốc Anh sẽ bị ảnh hưởng. Các nước châu Âu cho đến nay đã tiêm hơn 5 triệu liều cho người dân, mục đích là đến cuối tháng 8 sẽ tiêm được 70% người lớn. Ý đã chặn TikTok đối với một số người dùng sau cái chết thương tâm của cô gái được cho là chơi trò chơi nghẹt thở. Các công tố viên Ý đã mở cuộc điều tra về cái chết do ngạt thở của một bé gái 10 tuổi, người được cho là đã tham gia một thử thách bất tỉnh, Blackout Challenge, trên mạng chia sẻ video TikTok. Cái chết thương tâm của cô bé đã gây chấn động cả nước Ý. Ý thông báo họ đã tạm thời chặn quyền truy cập vào TikTok đối với những người không thể chứng minh tuổi tác. Theo các điều khoản và điều kiện của TikTok, người dùng phải từ 13 tuổi trở lên. Cô gái đã chết tại bệnh viện Palermo sau khi được em gái 5 tuổi phát hiện trong phòng tắm gia đình với chiếc điện thoại di động của mình hôm thứ Tư và bị cảnh sát thu giữ. TikTok thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã không quản lý để xác định bất kỳ nội dung nào trên mạng web của mình có thể khuyến khích cô gái tham gia vào bất kỳ thử thách nào như vậy, nhưng đang giúp các nhà chức trách điều tra về việc tự sát. Sự an toàn của cộng đồng TikTok là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Vì động cơ này, chúng tôi không cho phép bất kỳ nội dung nào khuyến khích, quảng bá hoặc ca ngợi hành vi có thể gây nguy hiểm, phát ngôn viên của TikTok cho biết. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ý cho biết trong một tuyên bố, họ sẽ chặn mạng truyền thông xã hội Trung Quốc
có hiệu lực ngay lập tức cho đến ngày 15 tháng 2 khi mạng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý. Cha mẹ của cô bé cho biết cô bé đã tham gia vào một thử thách được gọi là Blackout trên TikTok, đeo thắt lưng quanh cổ và nín thở trong khi ghi âm bản thân trên điện thoại. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về sự nguy hiểm của thử thách đang được một số người trẻ tuổi thực hiện. Họ gọi nó là quàng khăn hoặc trò chơi ngạt thở, trong đó lượng oxy lên não bị hạn chế dẫn đến tình trạng cao trào. Cha mẹ của cô gái nói rằng một cô con gái khác giải thích rằng chị gái cô bé đang chơi trò chơi blackout, ngạt thở. Cha của cô bé nói, chúng tôi không biết con bé đang tham gia trò chơi này. Chúng tôi biết rằng con gái của chúng tôi đã lên TikTok để xem các video, làm sao tôi có thể tưởng tượng được sự tàn bạo này, ông nói. Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Ý đã đệ đơn kiện TikTok vào tháng 12 với cáo buộc thiếu chú ý đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên và chỉ trích sự dễ dàng mà trẻ em rất nhỏ có thể đăng ký ứng dụng video TikTok. TikTok phát triển ra toàn cầu vào năm 2018 đã tạo dựng được thành công nhanh chóng nhờ các bản nhái theo, thông điệp và các màn trình diễn video hài kịch hoặc khiêu vũ ngắn dựa trên âm nhạc phổ biến, cùng với một thuật toán xác định nội dung nào có nhiều khả năng thu hút người dùng nhất. Cái chết của cô gái trẻ đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Ý và kêu gọi các mạng xã hội quản lý tốt hơn. Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đã diễn ra trong tuần này. Ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 1, tuyên bố rằng nền dân chủ đã thắng thế khi ông nắm quyền lãnh đạo một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc và thừa hưởng một loạt các cuộc khủng hoảng được cho là lớn hơn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào mà những người tiền nhiệm của ông phải đối mặt, CBC đưa tin vào ngày 20 tháng 1. Ông Biden tuyên thệ nhậm chức lúc 11 giờ 49 sáng đã sử dụng bài diễn văn nhậm chức kéo dài 21 phút để kêu gọi đoàn kết và đưa ra thông điệp lạc quan rằng người Mỹ có thể vượt qua những khoảnh khắc đen tối bằng cách làm việc cùng nhau. Các buổi lễ đã được thu hẹp lại do đại dịch coronavirus với các biện pháp an ninh tăng cường phát sinh từ cuộc bạo động ở Capitol cách đó 2 tuần vào ngày 6 tháng 1. Qua thử thách lâu dài, nước Mỹ đã được thử thách một lần nữa và nước Mỹ đã vươn lên thách thức, ông Biden nói khi bắt đầu bài phát biểu của mình. Hôm nay chúng ta ăn mừng chiến thắng không phải của một ứng cử viên mà là một lý do cho nền dân chủ, ông Biden nói. Thừa nhận loại virus đang bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người ở Hoa Kỳ và trở thành một vấn đề phân cực không giống như ở hầu hết các quốc gia khác. Ông Biden kêu gọi người Mỹ vượt qua chia rẽ, tuyên bố rằng không có đoàn kết thì không có hòa bình. Ông nói, chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến không văn minh này. Giữa đỏ và xanh, nông thôn với thành thị, bảo thủ với tự do. Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta mở rộng tâm hồn thay vì chai cứng trái tim mình. Ông nói, còn rất nhiều để sửa chữa, nhiều để khôi phục, nhiều để chữa lành, nhiều để xây dựng và nhiều để đạt được. Ông cũng ca ngợi thành tích lịch sử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Harris đã tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao Sonia Sotomayor trở thành phó tổng thống da đen Nam Á và là người nữ đầu tiên. Bà Harris, người đã dành một số năm thiếu niên ở Montreal, tỉnh bang Quebec ở Canada. Các chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ trong quá khứ và hiện tại đã đến dự lễ nhậm chức ngay trước 11 giờ sáng, với tổng thống thứ 44 Barack Obama và phu nhân Michelle. Hai tổng thống trong quá khứ khác đã đến cùng vợ của họ, Bill và Hillary Clinton và George W. Bush và vợ của ông Laura. Trong khi tổng thống cao tuổi nhất còn sống, Jimmy Carter, 96 tuổi, đã gửi lời chúc an lành. Phó tổng thống Mike Pence là quan chức cấp cao nhất của chính quyền tổng thống Donald Trump tham dự lễ nhậm chức, nhưng tổng thống Trump đã không có mặt. Tổng thống Trump là tổng thống sắp mãn nhiệm đầu tiên bỏ qua buổi lễ kể từ Andrew Johnson hơn một thế kỷ rưỡi trước. Mặc dù các lễ hội đã bị thu hẹp hoàn toàn do đại dịch, cũng như các mối đe dọa an ninh, một loạt các tên tuổi hạng A đã tham gia. Tiêu đề là Lady Gaga hát quốc ca, với Jennifer Lopez hát This Land Is Your Land và America the Beautiful, và Garth Brooks biểu diễn Amazing Grace. Những lời cầu nguyện được đưa ra bởi linh mục Leo O'Donovan, cựu hiệu trưởng Đại học Georgetown, và lời cam kết trung thành được dẫn dắt bởi Andrea Hall, một lính cứu hỏa đến từ Georgia, và lời chúc phúc được đưa ra bởi một người bạn của gia đình ông Biden,
linh mục Sylvester Beeman của nhà thờ giám lý châu Phi Bethel ở Wilmington, Delaware. Các cặp đôi sau đó đều được tham gia bởi ba cựu tổng thống và vợ của họ tại nghĩa trang quốc gia Arlington khi bản quốc ca biểu tượng của Hoa Kỳ, Star Spangled Banner, được trỗi lên bởi một ban nhạc đồng và trong lễ đặt vòng hoa tại lăng mộ của người lính vô danh. Khi Tổng thống Biden được đánh dấu sự khởi đầu mới, lời chúc mừng đã đổ về từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các tuyên bố của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Giáo hoàng Francis đã gửi một thông điệp đến Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ theo Công giáo, nói rằng ông hy vọng các quyết định của ông Biden sẽ được hướng dẫn bởi công lý, tự do và tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi người, đặc biệt là người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người không có tiếng nói. Một sự nghiệp chính trị lâu dài, ông Biden trở thành người thứ bảy từng giữ chức thượng nghị sĩ, phó tổng thống và tổng thống, và là người đầu tiên đạt được thành tích đó kể từ Richard Nixon. Trong khi kinh nghiệm phong phú trước đây có thể mang lại ấn tượng về khả năng chắc chắn trở thành tổng thống của ông đã có hai lần trả giá thất bại và nhiều điểm trên đường đi mà người ta có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng ông sẽ trở thành tổng tư lệnh. Ông Biden tuyên thệ nhậm chức đầu tiên với tư cách là một chính trị gia ở Washington chỉ hơn 48 năm trước, trong một phòng bệnh ở Delaware khi hai con trai của ông hồi phục sau vụ tai nạn ô tô giết chết người vợ đầu tiên của ông Biden là Nelia và con gái nhỏ của họ, Naomi. Trong những năm làm việc tại Quốc hội, ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong công việc phục vụ tại Thượng viện. Ông Biden cũng hai lần bị chứng phình động mạch não vào cuối những năm 1980 với một lần nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2008, ông được Obama chọn làm người đồng hành cùng ông. Ông Biden từng có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2016, nhưng lại bị một bi kịch khác cản trở. Con trai lớn của ông, Beau, được kỳ vọng sẽ trở thành một chính trị gia nổi tiếng của quốc gia, đã qua đời ở tuổi 46 vì bệnh ung thư não. Như trong quá khứ, ông Biden đã chứng tỏ một người sống sót trong cuộc đua dân chủ năm 2020 sau một khởi đầu chậm chạp, giành được đề cử vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11. Ngoài người vợ Jill, người mà ông kết hôn năm 1977, con trai Hunter, con gái Ashley và một số cháu của họ cũng có mặt để xem ông trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Cuối cùng, một phiên bản thu gọn của cuộc diễu hành truyền thống xuống đại lộ Pennsylvania đã diễn ra. Các Bidens đeo khẩu trang đi một đoạn tắt của tuyến đường diễu hành và sau đó đi qua một khu vực lính quân sự đóng trên đường lái xe của Nhà Trắng với cờ của các tiểu bang Hoa Kỳ. Cuộc diễu hành khai mạc có 1.391 người tham gia trực tuyến, 95 con ngựa và 9 con chó. Tổng thống Donald Trump và vợ Melania đến Florida sau khi rời Nhà Trắng. Nhiệm kỳ tổng thống của ông đã chấm dứt. Tổng thống Donald Trump đã nói lời chia tay với Washington DC vào thứ Tư, nhưng cũng ám chỉ về sự trở lại của ông, theo hãng thông tấn AP. Chỉ là một lời tạm biệt, chúng tôi yêu các bạn. Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ tại căn cứ Andrews ở Maryland, nơi ông bước qua thảm đỏ và lên chiếc không lực Air Force One để đến Florida. Chúng tôi sẽ trở lại trong một hình thức khác. Tổng thống Trump và vợ Melania đã hạ cánh xuống Florida hơn một giờ trước khi Tổng thống mới Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Lực lượng không lực Air Force One bay thấp dọc theo bờ biển Florida khi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden chiếu qua các TV trên máy bay. Một tiếng hò reo vang lên từ đám đông đang chờ đợi sự xuất hiện của ông khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Palm Beach khi quốc ca Hoa Kỳ Star Spangled đang ngân lên phát qua loa. Hàng trăm người ủng hộ đã xếp hàng trên con đường đến câu lạc bộ Mar-a-Lago của Tổng thống Trump. Cờ Trump và cờ Mỹ vẫy chào với nhiều người ủng hộ mặc trang phục màu đỏ, trắng và xanh. Có một tấm biển vận động tranh cử Trump-Pence được đặt tại đây nhưng tên của phó tổng thống bị gạch bỏ. Đám đông những người ủng hộ ngày càng tăng khi Tổng thống Trump tiến gần hơn đến câu lạc bộ của mình. Xe của ông giảm tốc độ thật chậm và ông nhìn thấy các biển báo cảm ơn và Trump won, Trump đã thắng. Khi những người ủng hộ vang lên, chúng tôi yêu bạn, Tổng thống Trump nói tôi yêu bạn và giơ nắm tay lên. Ở Florida, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, theo CBC News.
Trước khi xảy ra cuộc bạo động ở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, Tổng thống Trump được cho là sẽ vẫn là một nhà lãnh đạo trên thực tế của đảng của ông, nắm giữ quyền lực khổng lồ khi ông phục vụ với tư cách là một nhà có tầm ảnh hưởng quan trọng và suy nghĩ về cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Nhưng giờ đây, ông tỏ ra bất lực hơn bao giờ hết, bị nhiều người trong đảng xa lánh, bị luận tội hai lần. Viễn cảnh rằng nếu ông bị kết tội trong phiên tòa tại Thượng viện, ông có thể bị cấm tranh cử lần thứ hai. Nhưng mặc dù Tổng thống Trump đã rời Nhà Trắng, ông vẫn giữ vững vị trí của mình đối với cơ sở của đảng Cộng Hòa. Với sự ủng hộ của hàng triệu cử tri trung thành, cùng với các đồng minh vẫn lãnh đạo Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa và nhiều tổ chức đảng nhà nước, ông cũng có khả năng phải đối mặt với một loạt các rắc rối pháp lý khác không liên quan đến nhiệm kỳ Tổng thống, theo CBC News. Khi ở Washington, Tổng thống Trump hiếm khi rời khỏi Nhà Trắng, ngoại trừ đến thăm khách sạn riêng của ông, nơi các chức sắc nước ngoài thường ở, với hy vọng được tiếp cận với các trợ lý chính quyền. Ông và vợ chưa bao giờ ăn tối tại bất kỳ nhà hàng địa phương nào khác và chưa bao giờ mạo hiểm đi mua sắm ở các cửa hàng địa phương hoặc đi xem các thắng cảnh. Khi ông rời đi, hầu như là luôn đến ở một trong những tài sản của ông ấy. Ngoài các tài sản ở Florida của ông, bao gồm các sân golf ở Virginia và New Jersey. Tân Tổng thống Joe Biden đã ký một loạt các lệnh hành pháp, hành động và biên bản ghi nhớ, chủ yếu tập trung vào việc giải quyết đại dịch COVID-19 và đảo ngược nhiều chính sách của Tổng thống Donald Trump. 30 hành động điều hành mà ông Biden đã thực hiện trong những ngày đầu tiên của chính quyền của mình, bao gồm việc ngừng tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico, đảo ngược lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump nhắm vào các quốc gia, phần lớn là người Hồi giáo, áp đặt lệnh đeo khẩu trang trên khu vực tài sản liên bang, tăng cường cung cấp vaccine và yêu cầu du khách quốc tế cung cấp bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi đi du lịch đến Mỹ. Hai lệnh điều hành mới nhất mà Tổng thống Biden ban hành vào hôm thứ Sáu là về tăng cường hỗ trợ lương thực và một lệnh khác về việc tăng mức lương tối thiểu của liên bang lên $15. Một số thay đổi tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngay lập tức đã thực hiện sau khi chuyển đến phòng bầu dục vào thứ Tư, bao gồm việc loại bỏ một trong những tiện nghi sinh vật độc đáo của cựu Tổng thống Donald Trump, đó là nút gọi Diet Coke. Nút bằng gỗ có kích thước bằng một cục gạch nằm trên bàn Resolute trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của Tổng thống Trump và sẽ triệu tập ngay một quản gia với một lon Diet Coke lạnh ngay lập tức. Nút này là biểu tượng cho tình yêu được ghi chép rõ ràng của cựu Tổng thống đối với thức ăn nhanh. Tân Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ bức tượng bán thân của cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Winston Churchill và bức tranh của cựu Tổng thống Andrew Jackson, một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, treo trên tường bên cạnh bàn làm việc của Tổng thống Trump. Ông đã thay thế bức tranh của Jackson bằng bức tranh của Benjamin Franklin và đặt bức tượng bán thân của cựu Tổng thống Harry Truman trên một chiếc bàn bên dưới nó. Tổng thống Biden trang trí phần còn lại của căn phòng bằng những bức tranh của các cựu Tổng thống Thomas Jefferson, Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln và cha sáng lập Alexander Hamilton, cựu thư ký ngân khố. Phòng bầu dục của ông Biden cũng có tượng bán thân của Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy, Rosa Parks và Eleanor Roosevelt, báo Washington Post đưa tin. Quyết định dỡ bỏ bức tượng bán thân của cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Winston Churchill đã thu hút sự chỉ trích của các nhân vật bảo thủ ở cả hai bờ Đại Tây Dương, theo Fox News đưa tin vào ngày 23 tháng 1. Tổng thống Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden hoặc chào đón ông vào Nhà Trắng trước khi chuyển giao quyền lực vào thứ Tư trong một sự phá vỡ truyền thống. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã làm theo truyền thống khi để lại lời nhắn cho tân Tổng thống Biden trên bàn Resolute khi ông rời đi. Ông Biden mô tả ghi chú là rất hào phóng, nhưng từ chối chia sẻ nó với công chúng. Đó là chuyện riêng tư, ông Biden nói. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra bí ẩn về kế hoạch tương lai của mình trong những phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng vào thứ Tư tuần này, nhưng ông ám chỉ rằng hành động đang được thực hiện, theo Fox News đưa tin vào ngày 22 tháng 1. Cựu Tổng thống được yêu cầu bình luận về bước đi tiếp theo của ông khi ông ngồi ăn tối tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở Palm Beach, Florida. Tổng thống Trump đã trả lời ngắn gọn, chúng tôi sẽ làm một cái gì đó nhưng chưa phải lúc. Các nhà lập pháp dân chủ đã tiến hành các thủ tục luận tội liên quan đến mối liên hệ của Tổng thống Trump với cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol.
lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân Chủ đã công bố lịch trình sơ bộ cho phiên tòa xét xử Tổng thống Trump vào tối thứ Sáu, vài ngày sau khi các nhà lập pháp Hạ viện bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống về tội kích động nổi dậy. Những người tham gia phiên tòa sẽ tuyên thệ vào thứ Ba. Tại thời điểm đó, các đội pháp lý của cả hai bên sẽ bắt đầu chuẩn bị tóm tắt và lập luận cho vụ việc. Thủ tục xét xử sẽ bắt đầu vào tuần của ngày 8 tháng 2. Nếu Thượng viện bỏ phiếu để kết tội Tổng thống Trump với tội danh kích động một cuộc nổi dậy, thì ông có thể bị cấm tranh cử lại trong tương lai, làm tan vỡ hy vọng từ những người ủng hộ ông về một cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Theo BBC News, mặc dù đảng Dân Chủ hiện nắm đa số tại Thượng viện, nhưng họ sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 17 đảng viên Cộng Hòa để kết tội cựu Tổng thống Trump vì cần phải có 2 trên 3 phiếu bầu. Nhưng theo Thượng nghị sĩ Roger Wicker, một đảng viên Cộng Hòa Mississippi, nói với CNN hôm thứ Sáu rằng cơ hội bị kết án hầu như không có. Ông Trump sẽ là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên từng bị Thượng viện xét xử. Không có Tổng thống nào từng bị kết tội trong các thủ tục tố tụng như vậy. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ và lễ nhậm chức của Tổng thống mới Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng xin lỗi sau khi một số thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đóng tại điện Capitol bị chụp ảnh ngủ trong một bãi đổ xe. Hơn 25.000 quân đã được triển khai tới Washington DC cho buổi lễ nhậm chức của ông sau bạo lực hồi đầu tháng. Hình ảnh lan truyền hôm thứ Năm cho thấy họ buộc phải nghỉ ngơi trong một nhà để xe gần đó sau khi các nhà lập pháp quay trở lại. Sự việc này đã gây ra sự tức giận trong các chính trị gia và một số thống đốc tiểu bang đã triệu hồi quân đội về vấn đề gây tranh cãi này. Ông Biden đã gọi điện cho Cục trưởng Cục vệ binh quốc gia vào thứ Sáu để xin lỗi và yêu cầu những gì có thể được thực hiện, theo báo cáo của truyền thông Mỹ. Các bức ảnh cho thấy hàng trăm binh sĩ trong một nhà để xe đã lan truyền vào thứ Năm và gây ra sự phẫn nộ, bao gồm cả từ các thành viên quốc hội. Nhiều người bày tỏ lo ngại về tình trạng này với việc các nhân viên bảo vệ tiếp xúc với khói xe và không được tiếp cận các tiện nghi như nhà vệ sinh sau khi đã canh gác nhiều ngày. Hình ảnh về điều kiện chật chội cũng làm dấy lên lo ngại về sự lây lan của coronavirus. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin Reuters hôm thứ Sáu rằng từ 100 đến 200 trong số những người được triển khai đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Chuck Schumer, đảng viên Dân Chủ và tân lãnh đạo đa số tại Thượng viện, nói rằng động thái này là một sự phẫn nộ và cam kết nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Có nhiều báo cáo mâu thuẫn về lý do tại sao quân đội được chuyển khỏi Capitol. Một phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia nói với truyền thông Mỹ rằng họ đã được di chuyển vào chiều thứ Năm theo yêu cầu của cảnh sát Capitol vì lực lượng người đi bộ tăng lên khi quốc hội họp trở lại. Quyết định được đảo ngược sau đó vào thứ Năm khi quân đội được phép trở lại điện Capitol. Một tuyên bố chung của lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ và cảnh sát điện Capitol hôm thứ Sáu cho biết họ đã làm việc cùng nhau để bảo đảm những người trong khu phức hợp điện Capitol có không gian thích hợp để giải lao khi làm nhiệm vụ. Họ cũng cho biết các binh sĩ ngoài nhiệm vụ đang được lưu trú trong các phòng khách sạn hoặc các chỗ ở khác. Khoảng 19.000 lính canh sẽ trở về tiểu bang của họ trong những ngày tới và khoảng 7.000 người dự kiến sẽ ở lại Washington, theo New York Times. Trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất châu Á đã bị bắt ở Amsterdam. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ người được cho là đứng đầu một trong những băng đảng ma túy lớn nhất thế giới, theo lệnh của nước Úc. Che Chi Lop, một người Canada gốc Hoa, được cho là người đứng đầu The Company, công ty thống trị thị trường ma túy bất hợp pháp trị giá 70 tỷ đô la Mỹ trên khắp châu Á. Được liệt kê vào danh sách những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất thế giới, ông Che bị giam giữ tại sân bay Schiphol của Amsterdam. Úc hiện sẽ tìm cách dẫn độ ông ta để đối mặt với phiên tòa ở đó. Cảnh sát Liên bang Úc AFP tin rằng The Company, còn được gọi là tổ chức SEMCOR, chịu trách nhiệm tới 70% tất cả các loại ma túy bất hợp pháp vào nước này. Người đàn ông 56 tuổi từng được so sánh với trùm ma túy Mexico Joaquin El Chapo Guzman vì quy mô doanh nghiệp bị cáo buộc của ông ta. Cảnh sát Úc được cho là đã theo dõi ông Che trong hơn một thập kỷ trước khi ông bị bắt vào thứ Sáu khi ông chuẩn bị lên máy bay đến Canada. Lệnh bắt giữ được ban hành vào năm 2019 với cảnh sát Hà Lan thực hiện theo thông báo của Interpol.
Theo Reuters, nỗ lực bắt giữ ông Tse, chiến dịch Hunger có sự tham gia của khoảng 20 cơ quan từ các châu lục trên toàn cầu với AFP dẫn đầu. Ông Tse được đồn đoán là đã di chuyển giữa Macau, Hồng Kông và Đài Loan trong những năm gần đây. Trước đó, ông ta đã phải ngồi tù 9 năm sau khi bị bắt vì tội buôn bán ma túy ở Mỹ vào những năm 1990. Truyền thông Úc mô tả vụ bắt giữ ông là quan trọng nhất đối với cảnh sát liên bang nước này trong hai thập kỷ. Huyền thoại Larry King, người khổng lồ của ngành truyền hình Hoa Kỳ, người đã nổi tiếng khắp thế giới với việc phỏng vấn các nhà lãnh đạo chính trị và những người nổi tiếng đã qua đời ở tuổi 87. Ông King đã thực hiện ước tính 50.000 cuộc phỏng vấn trong sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ của mình, trong đó có 25 năm là người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng của CNN Larry King Live, nơi ông đã giành được nhiều danh hiệu bao gồm giải thưởng Peabody. Ông qua đời tại trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, theo Aura Media, một công ty sản xuất do ông đồng sáng lập. Đầu tháng này, ông đã được điều trị tại bệnh viện vì COVID-19, theo truyền thông Mỹ cho hay. Người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng này đã phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây, bao gồm cả đau tim. Ông King đã kết hôn 8 lần với 7 phụ nữ và có 5 người con. Hai người con trong số họ đã chết vào năm ngoái, cách nhau vài tuần. Con gái Chaya chết vì ung thư phổi và con trai Andy vì một cơn đau tim. Ông King đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với mọi tổng thống Mỹ còn đương nhiệm, từ Gerald Ford đến Barack Obama và một số nhà lãnh đạo thế giới. Các khách mời cao cấp khác của ông bao gồm Dr. Martin Luther King, Đức Đạt Lai Đạt Ma, Nelson Mandela và Lady Gaga. Các bạn đừng rời máy nhé, tiếp theo sẽ là bản tin Canada đáng chú ý trong tuần qua. Mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo và các video về du lịch ẩm thực, tư vấn di dân di trú, sức khỏe và đời sống nhé. Kênh Culture Channel của chúng tôi cũng có kênh tin tức mới Culture Channel News để cập nhật tin tức nhanh trong ngày. Mời các bạn theo dõi và subscribe nhé. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn quay trở lại với chương trình Culture Podcast, tổng hợp tin tức nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và thế giới trong tuần qua do Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong phần tin tức Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Biden cam kết làm việc với Canada về chính sách mua hàng Mỹ trong cuộc gọi với Thủ tướng Trudeau, trong khi các thủ hiến nói với Thủ tướng Trudeau rằng họ muốn gây chiến với Hoa Kỳ vì Keystone XL bị hủy. Thủ tướng Trudeau cân nhắc bắt buộc cách ly tại khách sạn đối với ai đi vào Canada. Các nhà nghiên cứu Quebec tìm ra một loại thuốc hiệu quả để chống lại COVID-19. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt xét nghiệm COVID-19 nhanh từ Spartan Bioscience, một thử nghiệm PCR di động đầu tiên tại Canada. Các nhà nghiên cứu Canada nhận thấy kháng thể COVID-19 tồn tại trong nhiều tháng, có thể là nhiều năm. Các ca COVID-19 mới giảm ở Canada do biện pháp khóa cửa có hiệu lực. Tỉnh Ontario thu hồi 11 triệu đô la tiền trợ cấp COVID-19 bị gian lận. Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho biết nền kinh tế Canada có đủ điều kiện kích thích. Người môi giới bất động sản Toronto giới thiệu nhà cho khách khi những người thuê bên trong bị COVID-19. Canada trở thành điểm đến du học phổ biến hơn Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ mới nhậm chức Joe Biden hôm thứ Sáu. Cơ hội đầu tiên để hai nhà lãnh đạo vạch ra một lộ trình mới cho mối quan hệ Canada-Hoa Kỳ sau 4 năm đầy biến động với cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài trên cương vị Tổng thống. Buổi nói chuyện diễn ra ấm áp, thân thiện và mang tinh thần tập thể, theo một quan chức chính phủ cấp cao cho biết. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng, hai lãnh đạo đã tìm thấy điểm chung về các vấn đề như ứng phó COVID-19, khôi phục kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh lục địa, hợp tác với người dân bản địa và quan hệ quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp lại vào tháng tới. Thủ tướng Trudeau cũng bày tỏ sự thất vọng với động thái hủy bỏ xây dựng đường ống Keystone XL của ông Biden. Ông Biden thừa nhận những khó khăn mà quyết định này sẽ gây ra ở Canada, nhưng bảo vệ quyết định của mình bằng cách nói rằng ông đang thực hiện lời hứa tranh cử và khôi phục quyết định của chính quyền Obama trước đây. Ý tưởng về các biện pháp trừng phạt trả đũa chống lại Hoa Kỳ, điều mà thủ hiến Alberta Jason Kenney đang kêu gọi, đã không được đưa ra trong cuộc trò chuyện này. Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Biden cũng thảo luận về một lĩnh vực xung đột tiềm tàng khác giữa hai nước,
Cam kết của ông Biden bao gồm các điều khoản mua hàng Mỹ, đặc quyền cho các công ty Mỹ trong kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong tương lai. Ông Biden xác nhận các kết nối chuỗi cung ứng sâu rộng giữa nền kinh tế Canada và Hoa Kỳ và bảo đảm với Thủ tướng Trudeau rằng các quan chức Canada sẽ được tham vấn khi chính sách này được phát triển, nhưng không nhất thiết Canada sẽ hài lòng với kết quả của cuộc tham vấn. Trong khi đó, Thủ tướng Justin Trudeau đã phải đối mặt với sự tức giận từ một số thủ hiến Canada về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy bỏ dự án đường ống Keystone XL, bao gồm cả những lời kêu gọi nóng bỏng để trừng phạt mà có thể làm rạn nứt quan hệ giữa hai đồng minh. Theo Global News, trong cuộc gọi của các thủ hiến kéo dài chỉ hơn một giờ, các phụ tá của những người tham gia cuộc họp cho biết một số thủ hiến muốn gây chiến với Hoa Kỳ về việc hủy bỏ dự án. Các phụ tá đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để thẳng thắn thảo luận về một cuộc thảo luận riêng tư mà họ cho rằng khá nóng bỏng. Trong cuộc thảo luận, các trợ lý cho biết thủ hiến Ontario Doug Ford đã đồng tình cùng thủ hiến Jason Kenney của Alberta và Scott Moe của Saskatchewan, đồng thời cảnh báo thủ tướng rằng ông nên đứng ra đấu tranh với kẻ bắt nạt như Tổng thống Biden trên Keystone. Việc mô tả đặc điểm đã gây ngạc nhiên cho một số thủ hiến khác trong cuộc gọi dựa trên hành vi của người tiền nhiệm của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Donald Trump. Việc Tổng thống Biden thu hồi giấy phép Keystone XL, một trong một số lệnh điều hành được ký trong vòng vài giờ sau khi ông nhậm chức, đã thu hút sự lên án gay gắt từ các thủ hiến của Alberta và Saskatchewan, những nơi có lĩnh vực năng lượng phụ thuộc vào dự án 8 tỷ đô la Mỹ này. Thủ hiến Jason Kenney và Scott Moe không chỉ trích lệnh của Tổng thống Biden mà còn phản ứng của chính phủ Canada đối với quyết định này. Thủ hiến Kenney, người gọi việc hủy bỏ là một cú đấm kinh tế, nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Canada nên áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với Hoa Kỳ nếu chính quyền Biden không đồng ý thảo luận thêm về tương lai của dự án. Thủ hiến Alberta cho biết tỉnh có khoảng 1 tỷ đô la tiền riêng của mình đang gặp rủi ro nếu dự án bị hủy bỏ, trong khi tỉnh sẽ mất 30 tỷ đô la doanh thu trong 20 năm tới cùng với gần 60.000 việc làm mới. Thủ tướng Justin Trudeau cảnh báo hôm thứ Sáu, chính phủ của ông có thể áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với khách du lịch bất cứ lúc nào để đối phó với các biến thể virus mới, có khả năng lây nhiễm cao hơn. Chính phủ có thể bắt buộc người đi du lịch phải cách ly trong khách sạn khi họ đến Canada. Thủ tướng Trudeau nói tại một cuộc họp báo rằng, các biện pháp như vậy có thể được áp dụng đột ngột và cảnh báo thẳng thừng đối với các chuyến đi nước ngoài không cần thiết. Canada đã yêu cầu những người nhập cảnh vào đất nước này phải tự cách ly 14 ngày và xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính, được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi đến. Biện pháp được đề xuất sẽ yêu cầu cách ly tại khách sạn hơn là ở nhà. Ngày càng có nhiều chính phủ đang quyết liệt hơn trong trận chiến chống COVID-19 do các biến thể mới, sự chậm trễ trong vaccine, thách thức với việc tiêm chủng cho người dân và áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các nhà nghiên cứu Quebec đã tìm ra một loại thuốc hiệu quả để chống lại COVID-19. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Tim Montreal Heart Institute tin rằng họ đã tìm thấy một vũ khí hiệu quả chống lại COVID-19. Đó là Colchicine, một viên thuốc uống đã được biết đến và được sử dụng cho các bệnh khác. Đây là một khám phá khoa học lớn và Colchicine là một loại thuốc hiệu quả đầu tiên để điều trị bệnh nhân ngoại viện, theo tiến sĩ Jean-Claude Tardif, người đứng đầu cuộc nghiên cứu. Nghiên cứu của Co-Corona bao gồm 4.159 bệnh nhân có chẩn đoán COVID-19 đã được chứng minh bằng xét nghiệm PCR. Phân tích của nghiên cứu cho thấy, thuốc Colchicine làm giảm 25% số lần nhập viện, 50% nhu cầu thở bằng máy và 44% tử vong. Bác sĩ Tardif tin rằng việc kê đơn thuốc có thể giúp giảm nhanh chóng tình trạng tắc nghẽn tại các bệnh viện và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Vào tối thứ Sáu, thủ hiến François Legault gọi cuộc nghiên cứu là tin tức lớn trên mạng xã hội. Vào mùa xuân, thủ hiến Legault cho biết nghiên cứu của Co-Corona là một trong những nghiên cứu lớn nhất trên thế giới để chống lại virus. Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược đã được triển khai ở Canada, Hoa Kỳ, châu Âu, Nam Mỹ và Nam Phi. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt xét nghiệm COVID-19 nhanh từ Spartan Bioscience. Spartan Bioscience có trụ sở tại Ottawa cho biết thiết bị kiểm tra COVID-19 nhanh của họ đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt sau khi công ty phải thu hồi và gửi lại sản phẩm của mình vào năm ngoái.
công ty đã phát triển một thiết bị di động hứa hẹn mang lại kết quả nhanh chóng và nhận được sự chấp thuận của liên bang vào tháng 4 năm 2020. Nhưng thiết bị này đã bị thu hồi một tháng sau đó, sau khi Bộ Y tế Canada bày tỏ lo ngại về hiệu quả của nó. Spartan đã gửi lại thiết bị của mình để được phê duyệt vào giữa tháng 12, sau một số thử nghiệm lâm sàng ở Hoa Kỳ và Canada. Hôm thứ Bảy, Spartan Bioscience cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Y tế Canada để bán thiết bị xét nghiệm nhanh của mình. Công ty cho biết hệ thống Spartan COVID-19 cung cấp tốc độ và tính dễ sử dụng của một xét nghiệm nhanh, đồng thời sử dụng công nghệ của các giải pháp xét nghiệm COVID-19 trong phòng thí nghiệm. Hệ thống Spartan sẽ có thể cung cấp kết quả chất lượng cho các cộng đồng, ngành và cơ sở ở vùng sâu vùng xa với khả năng tiếp cận phòng thí nghiệm hạn chế, giúp giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế quá tải. Công ty gọi hệ thống Spartan COVID-19 là thử nghiệm PCR nhanh, di động thực sự đầu tiên cho COVID-19 cho thị trường Canada. Công ty cho biết việc sản xuất các thiết bị thử nghiệm đã bắt đầu và các chuyến hàng tới các chính quyền liên bang và tỉnh, cũng như các đối tác thương mại sẽ bắt đầu ngay lập tức. Các nhà nghiên cứu Canada nhận thấy kháng thể COVID-19 tồn tại trong nhiều tháng, có thể là nhiều năm. Trong nhiều tháng nay, Jackson đã thường đâm ngón tay của mình để cung cấp mẫu máu với hy vọng giúp trả lời câu hỏi trọng tâm trong cuộc chiến chống lại COVID-19, miễn dịch tồn tại được bao lâu, và cho đến nay những phát hiện có vẻ đầy hứa hẹn. Jackson là điều tra viên tại Viện Nghiên cứu Lunafel Tannenbaum LTRI tại Bệnh viện Mount Sinai, chuyên nghiên cứu về ung thư vú. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo ở Thụy Sĩ, Jackson chuyển về nhà ở Toronto vào tháng 3 năm 2020, ngay khi làn sóng COVID-19 đầu tiên đổ bộ vào Canada. Sau khi đến nơi, anh ấy, người bạn đời của anh và đứa con trai sơ sinh của họ đã cách ly ở nhà để đề phòng. Vào khoảng ngày thứ năm, trong thời gian cách ly của chúng tôi, người bạn đời của tôi bị ho khan và rồi tất cả bắt đầu. Tất cả chúng tôi đều bị sốt nhẹ và ho, kể cả đứa con 6 tháng tuổi của chúng tôi, anh nhớ lại. Chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 rất nhanh, kết quả là dương tính, khiến tất cả chúng tôi bị sốc. Sau khi hồi phục vào tháng 4, Jackson đã đăng ký ngay lập tức tham gia một thử nghiệm kháng thể đang được phát triển tại Bệnh viện Sinai Health, để điều tra xem liệu những bệnh nhân trước đây đã bị bệnh COVID-19 có miễn nhiễm với việc tái nhiễm hay không. Nhưng bây giờ đã 10 tháng kể từ khi anh ấy bị nhiễm COVID-19, các kháng thể của Jackson vẫn rất mạnh và các nhà nghiên cứu COVID-19 đang ngày càng lạc quan rằng khả năng miễn dịch dù có được thông qua nhiễm trùng hay tiêm chủng sẽ tồn tại trong một thời gian. Anne-Claude Gingras, nhà sinh hóa học và điều tra viên cao cấp tại LTRI, người đã phát triển một trong những xét nghiệm kháng thể COVID-19 sớm nhất, cho biết: "Chúng tôi biết một số người đã bị nhiễm vào tháng 2 và họ vẫn còn khá nhiều kháng thể. Các kháng thể trung hòa suy giảm một chút, nhưng chúng suy giảm rất rất chậm." Các nghiên cứu gần đây cho thấy mức độ kháng thể từ COVID-19 đạt đỉnh sau khoảng 4 tuần, nhưng vẫn tương đối ổn định ở các nhóm tuổi trong ít nhất 8 tháng, khoảng thời gian mà dữ liệu về coronavirus mới có sẵn. Một nghiên cứu về COVID-19 trên khỉ cho thấy rằng ngay cả lượng kháng thể tương đối thấp cũng đủ để bảo vệ chống lại sự tái nhiễm. Dựa trên các đường cong phân rã đối với các phản ứng miễn dịch đó, chúng ta có thể ngoại suy rằng khả năng miễn dịch đối với virus sẽ tồn tại trong vài năm, ít nhất là đối với biến thể virus mà một người đã tiếp xúc. Vì vậy, đó là một tin tuyệt vời, Jennifer Gomerman, nhà miễn dịch học tại khoa Y của Đại học Toronto cho biết. Nhưng nhà sinh hóa học Gingras và các đồng nghiệp của cô ấy cảnh báo rằng khả năng miễn dịch tự nhiên của bệnh nhân COVID-19 được phục hồi có thể khác nhau, đặc biệt ở những người chỉ bị các triệu chứng nhẹ. Cô nói, những người khác nhau có mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng khác nhau, có mức kháng thể khác nhau. Câu hỏi sẽ là, những người không có các triệu chứng xấu, liệu kháng thể của họ có giảm nhanh hơn hay không? Đã có một số ít bệnh nhân nhiễm COVID-19 lần thứ hai. Vì lý do đó, cô Merman khuyến cáo rằng những người đã khỏi bệnh COVID-19 nên tiêm vaccine bất kể. Ở giai đoạn này, chưa rõ khả năng miễn dịch có nguồn gốc từ vaccine COVID-19 sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một số bằng chứng ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn. Một nghiên cứu được công bố trong tháng này trên tạp chí y học New England cho thấy những người tình nguyện được tiêm vaccine Moderna có mức kháng thể tương tự sau 4 tháng với những người đã bị nhiễm COVID-19.
Một tin lạc quan tại Canada đó là các ca nhiễm COVID-19 mới đã giảm đều đặn trong 12 ngày qua, một xu hướng mà các chuyên gia cho rằng có lý do để hy vọng ngay cả khi làn sóng thứ hai đẩy các bệnh viện đến mức nguy hiểm gần hết công suất. Theo dõi của CTV News cho thấy, mức trung bình trong 7 ngày qua của Canada đã liên tục giảm kể từ ngày 10 tháng 1, từ 8.260 trường hợp xuống còn 5.957 trường hợp vào ngày 22 tháng 1. Tiến sĩ Isaac Bogot cho biết quỹ đạo này là một xu hướng rõ ràng và đúng hướng. Và xu hướng giảm là một tin tốt vì virus đường hô hấp thường phát triển mạnh trong mùa đông. Cả hai bác sĩ Isaac Bogot và tiến sĩ Jen Jackla, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, bác bỏ ý kiến cho rằng vaccine là nguyên nhân do chỉ có 2% dân số Canada được tiêm vaccine. Thay vào đó, cả Chakla và Bogot đều chỉ ra các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt hơn ở Quebec và Ontario, nơi các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đóng cửa và các cuộc tụ họp xã hội đã bị cấm trong nhiều tuần. Theo David Fishman, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Toronto, ngay cả khi các ca bệnh mới giảm, các bệnh viện Canada vẫn tiếp tục vật lộn để theo kịp các ca nhập viện. Số ca bệnh đi xuống có thể mang lại tin tức đầy hứa hẹn, bao gồm khả năng cung cấp thêm máy thở cho các bệnh viện. Nhưng tiến sĩ Bogot cho biết còn quá sớm để chủ quan. Giám đốc Y tế Công cộng của Canada kêu gọi nỗ lực nghiêm ngặt và nhất quán để xu hướng giảm các ca bệnh gần đây được tiếp tục. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng mặc dù dữ liệu cấp quốc gia cho thấy số ca nhiễm mới giảm nhẹ, nhưng cần phải cảnh giác để đẩy con số xuống thấp hơn nữa nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống bệnh viện và chờ đợi trong lúc vaccine có hiệu lực. Điều này sẽ không chỉ ngăn chặn những kết quả bi thảm hơn mà còn giúp bảo đảm rằng các biến thể virus mới đáng lo ngại không có cơ hội lây lan, bà nói. Các biến thể mới của virus đã xuất hiện trên khắp đất nước, bao gồm các đợt bùng phát tại bệnh viện dưỡng lão ở Barrie, Ontario. Trình tự bộ gen đã xác nhận rằng biến thể của coronavirus lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh đã hiện diện tại viện dưỡng lão Roberta Place. Các quan chức cho biết 127 trong số 129 cư dân của cơ sở này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngoài ra, 84 nhân viên đã nhiễm virus và 32 người đã tử vong. Tính đến tối ngày 23 tháng 1, số ca COVID-19 của Canada đứng ở mức 741.958 ca. Trong số đó có 63.410 trường hợp đang còn nhiễm bệnh và có trên 658.000 ca đã hồi phục. Số ca tử vong là 18.962. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 2.359 ca mới và thêm 52 ca tử vong. Các con số được đưa ra khi chính quyền Ontario mở rộng đợt kiểm tra hàng loạt cửa hàng tạp hóa lớn đến Ottawa, Windsor, vùng Niagara và vùng Durham vào cuối tuần. Hiện tỉnh Ontario ghi nhận có 24.153 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp đất nước. Quebec ghi nhận thêm 1.685 ca nhiễm mới và thêm 76 ca tử vong. Hiện tỉnh còn 16.940 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị. Các quan chức y tế tại tỉnh BC đã công bố thêm 508 ca nhiễm COVID-19 và 9 ca tử vong trong bản cập nhật cuối của họ trong tuần vào thứ Sáu. Trước đó, tỉnh đã công bố kế hoạch tiêm chủng COVID-19 trên toàn tỉnh, nêu rõ những ai có thể chủng ngừa và khi nào với kỳ vọng 4,3 triệu người dân BC sẽ được chủng ngừa vào cuối tháng 9. Tỉnh BC hiện ghi nhận có 4.479 trường hợp còn bệnh đang được theo dõi và điều trị. Tỉnh Alberta ghi nhận 573 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong. Hiện tỉnh có 9.727 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị. Tỉnh Saskatchewan ghi nhận 274 ca COVID-19 mới và 3 ca tử vong. Hiện tỉnh có 3.251 ca còn bệnh. Tỉnh Manitoba có 216 ca bệnh và thêm 3 ca tử vong. Bản cập nhật này được đưa ra vào ngày các hạn chế nghiêm ngặt đối với phần lớn tỉnh đã được nới lỏng sau khi số ca bệnh giảm dần. Hiện tỉnh có 3.521 ca còn bệnh đang được theo dõi. Tại khu vực Đại Tây Dương, New Brunswick đã báo cáo 17 ca nhiễm mới, bước vào tình trạng đóng cửa vào lúc nửa đêm thứ Bảy trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao và một loạt các vụ bùng phát. New Brunswick hiện có 335 ca còn bệnh. Nova Scotia không có trường hợp mới nào. Vào thứ Sáu, Thủ hiến Stephen McNeil cho biết một số hạn chế trong lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và văn hóa sẽ được nới lỏng bắt đầu từ thứ Hai. Hiện tỉnh có 19 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị.
Prince Edward Island hiện còn 7 ca bệnh, Newfoundland còn 8 ca bệnh đang được theo dõi và điều trị. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tim McLam cho biết, nền kinh tế của quốc gia này đã đủ mạnh với các biện pháp kích thích. Canada có khả năng tồn tại trong thời kỳ suy thoái hiện tại mà không cần thêm sự trợ giúp từ chính sách tiền tệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News sau quyết định lãi suất từ thứ Tư, Thống đốc McLam cho biết các nhà hoạch định chính sách đã cân nhắc liệu có cần thêm các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng hay không, bao gồm việc cắt giảm vi mô 0,25% lãi suất chính sách qua đêm. Nhưng xác định rằng chúng ta hiện đã có lượng kích thích đáng kể. Ngân hàng đang mong đợi phục hồi nhanh chóng sau sự suy giảm trong quý đầu tiên. Trong quyết định hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương bày tỏ lạc quan rằng nền kinh tế vẫn đang đi đúng hướng để phục hồi sau thiệt hại do đại dịch trước năm 2023, ngay cả khi Canada phải vật lộn với các ca COVID-19 mới và lệnh đóng cửa. Ông McLam cho biết, Ngân hàng Canada cũng không sẵn sàng tăng chi phí cho vay. Họ cam kết sẽ không tăng lãi suất chính sách cho đến khi tình trạng suy thoái kinh tế đã được khắc phục hoàn toàn, điều mà dự kiến sẽ không xảy ra cho đến năm 2023. Ông McLam cho biết Ngân hàng Trung ương lo lắng về áp lực giảm lạm phát hơn bất kỳ mức tăng vọt tạm thời nào so với mục tiêu 2%. Tỉnh Ontario thu hồi 11 triệu đô la tiền trợ cấp COVID-19 bị gian lận. Một cựu nhân viên cấp cao của chính phủ Ontario đã hoàn trả hơn 11 triệu đô la tiền trợ cấp COVID-19 mà tỉnh cho rằng ông đã gian lận, luật sư của ông cho biết. Theo đơn kiện dân sự chưa được chứng minh, Sanjay Mardan, người có vai trò công nghệ thông tin cấp cao và đã giúp phát triển ứng dụng máy tính để nộp đơn và phê duyệt phúc lợi cho các gia đình có trẻ em. Trong một tuyên bố ngắn gọn, luật sư Christopher Duvernet của Mardan xác nhận thân chủ của ông đã hoàn trả số tiền này. Trong vụ kiện chưa được kiểm chứng, được đệ trình vào mùa thu năm ngoái, tỉnh này cáo buộc Mardan, vợ và hai con của ông, tất cả đều làm việc cho chính phủ Ontario trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã lừa đảo tỉnh này ít nhất 11 triệu đô la. Đơn kiện dân sự cũng đòi bồi thường thiệt hại 2 triệu đô la, cáo buộc họ và những người khác đã phát hành trái phép check ngân hàng và ngân phiếu theo chương trình nhằm mục đích bù đắp chi phí học tập của trẻ em ở nhà. Chính phủ đã đưa ra thông báo rằng họ có ý định thu giữ bất kỳ khoản tiền nào mà gia đình Mardan bị cáo buộc là đã lấy được từ việc gian lận và nhận được lệnh tòa yêu cầu chuyển tài khoản ngân hàng của họ cho tòa án trong khi chờ kết quả của vụ kiện. Chính phủ cũng nhận được lệnh của tòa án đóng băng tài sản của gia đình, trong đó bao gồm danh sách các tài sản ở Toronto. Chính phủ cho biết họ sẽ ra tòa vào tuần tới để gia hạn việc đóng băng. Mardan bị sa thải vào tháng 11. Người môi giới bất động sản Toronto giới thiệu nhà cho khách khi những người thuê bên trong bị COVID-19. Một căn nhà ở East York chỉ mới được tung ra thị trường bất động sản khi có tới 20 người mua tiềm năng đến tham quan. Nhưng điều mà họ không biết là 3 người thuê ở tầng dưới đang bị cách ly vì COVID-19. Theo những người hàng xóm, 3 thành viên trong gia đình thuê căn hộ ở tầng hầm đã sống cách ly gần 2 tuần. Gia đình Govin, những người sống bên kia đường, đã giúp đỡ bộ ba này bằng cách giao hàng tạp hóa cho họ, vì theo luật những người cách ly không được ra ngoài. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi chủ nhà đã niêm yết căn nhà để bán và một người môi giới bất động sản đã dành cả ngày thứ năm để giới thiệu căn nhà cho một số nhóm khách hàng muốn mua. Rick Govin cho biết anh đã tiếp cận người môi giới bất động sản trong xe và bảo đảm rằng ông ta biết cư dân bên trong nhà đang bị cách ly. Ông ta dường như không quan tâm, Govin nói và cho biết thêm, sau đó ông đã gọi đến số 311 của thành phố Toronto để khiếu nại. Căn nhà được Arifful Shohal, đại diện bán hàng của Home Life Miracle Realty Limited, niêm yết. Hội đồng bất động sản khu vực Toronto nói với Global News, việc xem nhà theo lịch hẹn được tỉnh cho phép để duy trì hoạt động trong tình trạng khẩn cấp, khóa cửa và lệnh ở nhà, nhưng có những quy tắc nghiêm ngặt mà các nhà môi giới phải tuân theo. Một điều chắc chắn là nếu các nhà môi giới, khách hàng của họ hoặc bất kỳ người tiêu dùng nào đang có các triệu chứng liên quan đến COVID-19, họ không thể tiến hành xem nhà được. Người phát ngôn cho biết họ có nghĩa vụ từ chối các buổi xem nhà cho khách hàng. Chính phủ Ontario cũng mở rộng đợt kiểm tra COVID-19 tại các cửa hàng tạp hóa lớn đến nhiều thành phố hơn. Chính phủ Ontario đang mở rộng chiến dịch kiểm tra các cửa hàng tạp hóa lớn để bảo đảm họ tuân thủ các nguyên tắc COVID-19 vào cuối tuần này.
Các cuộc kiểm tra nơi làm việc bắt đầu ở các khu vực Greater Toronto và Hamilton vào cuối tuần trước, giờ sẽ kéo ra đến các vùng Ottawa, Windsor, Niagara và Durham. Các quan chức muốn bảo đảm nhân viên và khách hàng tại các doanh nghiệp thiết yếu được bảo vệ khỏi COVID-19 trong thời gian khóa cửa trên toàn tỉnh. Bộ Lao động của tỉnh cho biết hơn 300 cảnh sát cũng như thanh tra y tế công cộng địa phương và nhân viên pháp luật thành phố sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra. Các công ty hiện có thể bị phạt $1,000 và các cá nhân có thể bị phạt $750 hoặc bị buộc tội vì không tuân thủ mệnh lệnh. Vaccine coronavirus sẽ được cung cấp cho những người nhập cư ở Canada. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada nói với CIC News rằng vaccine COVID-19 sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người ở Canada, những người được phê duyệt và khuyến nghị sử dụng. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người ở Canada, cho dù họ có phải là công dân hay không. Hiện tại, Canada đã phê duyệt vaccine Pfizer cho người trên 16 tuổi và vaccine Moderna cho người trên 18 tuổi. Ưu tiên tiêm chủng sớm sẽ được dành cho những người dân và nhân viên của viện dưỡng lão, người lớn trên 70 tuổi, nhân viên y tế và người lớn trong các cộng đồng bản địa. Trang web của chính phủ Canada cũng cho biết rằng, khi có thêm vaccine bổ sung, nhiều người dân sẽ được tiếp cận với vaccine. Các nhóm này bao gồm cư dân và nhân viên của các không gian sống chung, như nhà ở cho công nhân nhập cư, một số công nhân thiết yếu và nhân viên chăm sóc sức khỏe không được đưa vào triển khai ban đầu. Chính phủ liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đang sử dụng các khuyến nghị được đưa ra trong Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng để giúp xác định các ưu tiên phân phối vaccine. Những người nhập cư được đưa vào các khuyến nghị này do một số yếu tố khiến họ gặp rủi ro. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng đã đề xuất một số biện pháp can thiệp để giảm bất bình đẳng và cải thiện khả năng tiếp cận cho người di cư và các nhóm khác. Canada trở thành điểm đến du học phổ biến hơn Hoa Kỳ. Cả Canada và Vương quốc Anh đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành hai điểm đến du học phổ biến nhất, theo một số cuộc khảo sát được thực hiện bởi educationnations.com để hiểu rõ hơn ý kiến của sinh viên về giáo dục quốc tế. Sinh viên không quan tâm nhiều hơn đến việc học tập ở Canada cũng như Vương quốc Anh so với trước đây, nhưng thay vào đó, sự sụt giảm đáng kể về mức độ phổ biến của Hoa Kỳ đã khiến quốc gia này mất đi vị trí đầu bảng. Vào tháng 1 năm 2018, Hoa Kỳ là điểm đến phổ biến nhất đối với sinh viên quốc tế. Nó đã giảm xuống quốc gia phổ biến thứ 3 vào tháng 10 của năm 2020. Canada và Anh Quốc đã chứng kiến sự gia tăng mức độ phổ biến trong các sinh viên. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, tỷ lệ người tham gia khảo sát chọn Anh là điểm du học ưa thích của họ đã tăng lên khoảng 15%. Trong cùng kỳ, thì Canada đã tăng từ 10,1% lên 13,8%. Khả năng định cư sau tốt nghiệp ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn quốc gia để học tập. Điều này có thể giải thích lý do tại sao Hoa Kỳ trở nên ít phổ biến hơn, vì Hoa Kỳ có chính sách thị thực nghiêm ngặt hơn cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế ở Canada được chào đón nhiều hơn. Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc sau đại học, một giấy phép lao động mở cho phép sinh viên mới tốt nghiệp đại học làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào mà họ lựa chọn. Các yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn quốc gia để học tập là chi phí sinh hoạt cũng như ngôn ngữ và văn hóa. Ngoài ra, an toàn và môi trường chính trị xã hội và danh tiếng của hệ thống giáo dục là những yếu tố quan trọng khác. Tất cả bốn yếu tố này đã liên tục nằm trong năm yếu tố hàng đầu quyết định mức độ phổ biến của một quốc gia. Các bạn đừng rời máy nhé. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin Việt Nam nổi bật trong tuần qua do Sammy trình bày. Một lần nữa xin kính mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Và xin hãy giúp chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn chị Hoàng Anh. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua những tin tức chính của phần tin Việt Nam tuần này. HCDC ngừng xét nghiệm COVID-19 thu phí cho người có nhu cầu xuất cảnh. Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tiêm thử vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam. Bộ Y tế dự kiến cuối quý 1 năm 2021, vaccine COVID-19 thứ 3 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng. Số người chết ung thư ở Việt Nam cao thứ 50 trên thế giới.
Đầu tiên là một số cập nhật về COVID-19 tại Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Sài Gòn thông báo sẽ ngừng nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 9 tháng 2 đến 16 tháng 2 để nghỉ Tết Nguyên đán. Trung tâm sẽ hoạt động trở lại từ ngày 17 tháng 12. Đối với những ai có nhu cầu xét nghiệm để xuất cảnh, có thể liên lạc HCDC thông qua số điện thoại và email để lấy hẹn. Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu là 734.000 đồng cho một lần. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế đã chính thức cho phép vaccine COVID-19 thứ hai có tên Covivac được tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Đây là công trình nghiên cứu của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC là đơn vị thuộc Bộ Y tế tại Nha Trang. Ngày 21 tháng 1, lễ triển khai nghiên cứu vaccine Covivac cùng với thông báo tuyển tình nguyện viên cho thử nghiệm đã diễn ra tại Hà Nội. Covivac sẽ được thử nghiệm qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, vaccine sẽ được thử nghiệm trên 160 người và dự kiến bắt đầu tiêm mũi đầu tiên vào ngày 20 tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. So với vaccine đầu tiên của công ty Nanogen sản xuất, đã tiêm thử trên người vào giữa tháng 12 năm 2020 trên nhóm người từ 18 đến 50 tuổi. Vaccine này có nhóm tuổi rộng hơn, cụ thể là từ 18 cho đến 50 tuổi ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ là 18 cho đến 75 tuổi. Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020, giai đoạn tiền lâm sàng của Covivac được đánh giá tại 3 nước là Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ với kết quả an toàn và sinh miễn dịch. Giai đoạn 1 sẽ được thực hiện từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm 2021 và sau đó giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021 trên 300 người. Nếu các giai đoạn thử nghiệm đều mang lại kết quả khả quan, dự kiến đầu năm 2022, vaccine Covivac sẽ được tiến hành sản xuất trên diện rộng. Hiện tại, Việt Nam đang nghiên cứu tổng cộng 4 loại vaccine ngừa COVID-19. Ngoài 2 loại vaccine được tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam, công trình nghiên cứu vaccine của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vaccine và sinh phẩm số 1, VA Biotech, cũng đang thu được những kết quả khả quan và dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trên người vào cuối quý 1 năm 2021. Ngoài ra, sau 14 năm, vừa qua Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 39 trên tổng số 43 quốc gia sản xuất vaccine trên thế giới, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận đạt tiêu chuẩn, cơ quan quản lý quốc gia về vaccine. WHO đã có những đánh giá tích cực lên hệ thống quản lý quốc gia về vaccine của Việt Nam, NRA. Điều này cho thấy chất lượng vaccine của Việt Nam đã hội nhập tiêu chuẩn quốc tế. Tính đến ngày 23 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 1.548 ca mắc COVID-19, hiện đang điều trị cho 99 người, trong đó có một bệnh nhân từ Mỹ về, là nữ, 79 tuổi đang có diễn biến nặng, ăn uống kém và phổi bị tổn thương. Bệnh nhân đang được điều trị tại Đà Nẵng và Bộ Y tế đã tổ chức hội chẩn toàn quốc để nhằm tìm ra phương án chữa trị cho bệnh nhân. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến đời sống sức khỏe của người dân. Theo báo cáo ngày 19 tháng 1 của Bệnh viện K, trong năm 2020, Việt Nam xếp thứ 50 trong số 185 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ người tử vong do ung thư. Bên cạnh đó, tỷ suất mắc mới các ca ung thư tại Việt Nam cũng xếp thứ 91 trên 185. Đặc biệt, số ca mắc và số người tử vong do ung thư trong năm 2020 đều tăng so với năm 2018. Năm loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Theo Bệnh viện K, ngoài những nguyên nhân do tuổi tác và bệnh di truyền là những yếu tố không thể thay đổi được, thì những nguyên nhân khiến cho số người mắc ung thư tăng cao ở Việt Nam còn do lối sống và môi trường gây nên. Trong đó, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn uống không hợp lý như ít chất xơ, sử dụng nhiều sản phẩm qua chế biến như đồ hộp và tiêu thụ nhiều mỡ động vật và thói quen ít hoạt động là những lối sống thiếu lành mạnh và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Bên cạnh đó, chất lượng không khí và môi trường cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư tại Việt Nam.
Kết thúc bản tin Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng đến với phần tin trào lưu của tuần. Trong phần tin trào lưu tuần này, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức sau. Trào lưu mua hàng xa xỉ dành cho thú cưng. Các nhà khoa học hy vọng năm nay sẽ có 23 cá thể cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương mới, thắp lên hy vọng phục hồi loài đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Khẩu trang tôi chưa có bạn trai, bạn gái gây sốt ở Singapore dịp trước Tết âm lịch. Tune Me, cùng xem qua hình ảnh người nổi tiếng theo phong cách phim hoạt hình Pixar, Disney. Thú cưng từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong những gia đình hiện đại. Hơn cả một người bạn, chúng còn là một thành viên. Vì vậy, nhu cầu mua sắm đồ xa xỉ cho thú cưng ngày càng tăng cao, nhất là tại quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Không những vậy, trước những áp lực cuộc sống, ngày càng nhiều cặp đôi ngần ngại kết hôn và có con. Họ lựa chọn cuộc sống độc thân và bầu bạn cùng thú cưng của mình. Rất nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay chỉ để thú cưng của mình có một cuộc sống tiện nghi và sung sướng. Giữa tháng 12 năm ngoái, Vitreska, thương hiệu dành cho thú cưng này, đã thu về 20 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B. Các ông lớn ngành thời trang như Burberry, Versace hay là Paul Smith cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để mở rộng thêm thị trường quảng bá của mình. Bạn thậm chí còn có thể tìm một chén đựng thức ăn cho chó với giá 600 đô la hay chiếc lồng xách tay cho chó với giá hơn 3.000 đô tại trang web của YSL. Một chiếc áo mưa cho chú cún hiệu Moncler cũng được bán với giá 600 đô tại Saks Fifth Avenue. Các thương hiệu hiểu rằng, dù cho khách hàng trực tiếp là những chú cún, chú mèo, nhưng thực chất người mua hàng và sẵn sàng trả tiền cho những món đồ đó chính là những người sành điệu, có mức thu nhập cực khủng và là những người nổi tiếng. Vừa qua, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 13 cá thể cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương, một loài đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp tại vùng biển phía nam nước Mỹ. Con số này lớn hơn con số mà loài này sinh sản trong một mùa đông kể từ năm 2016. Theo ông Philip Hamilton, nhà nghiên cứu và khoa học nói rằng đây là một tin cực kỳ khả quan. Mùa sinh sản của loài cá voi này bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3, vì vậy đây có thể là năm đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà số cá voi sinh ra đạt được mức sinh sản trung bình như dự đoán. Hamilton nói rằng, với số lượng cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương như hiện nay, các nhà khoa học hy vọng mỗi năm mức sinh sản trung bình sẽ đạt 23 cá thể và điều này đã không thể xảy ra trong nhiều năm. Một trong các nguyên nhân chính là cá voi không tìm đủ nguồn thức ăn. Ông Hamilton cũng nói thêm, chúng ta cần ngăn việc giết hại loài động vật này. Theo nhà khoa học này, đã có 32 cá thể cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương được ghi nhận đã chết từ năm 2017 và họ chắc chắn rằng có 2/3 những cá thể chết đã không được ghi nhận. Hamilton ước chừng có khoảng 100 cá voi chết trong vòng 4 năm đổ lại đây. Cả Canada và Mỹ đang thực thi những hạn chế giúp giảm số cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương chết trong những năm này. Nhưng Hamilton cho rằng những hạn chế ấy vẫn chưa đủ, nhất là với số cá thể còn sót lại chỉ là 350 con. Tại Singapore, có rất nhiều gia đình gốc Hoa vẫn giữ truyền thống ăn mừng Tết âm lịch. Người dân nơi đây hiện vẫn phải đang thực hiện các hạn chế sức khỏe do COVID-19 như đeo khẩu trang đến nhà bạn và không tụ tập quá 8 người. Nhiều thương hiệu khẩu trang tại quốc gia này đã cho ra mắt các mẫu mã hợp với không khí năm mới, thậm chí là in sẵn câu trả lời cho các câu hỏi thường bị hỏi khi gặp họ hàng vào dịp năm mới. Một số câu hỏi có thể kể đến như là đã có bạn trai chưa, đã có bạn gái chưa, khi nào thì cưới chồng, khi nào thì cưới vợ, khi nào thì có con. Đây là những câu hỏi thường khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy khó xử và đau đầu mỗi dịp Tết đến. Năm nay với việc phải đeo khẩu trang, các thương hiệu của Singapore đã cho in dòng chữ "Chúc mừng năm mới, tôi chưa có bạn trai, tôi chưa có bạn gái" hay là "Chúc mừng năm mới, tôi chưa muốn kết hôn". Không những giúp trả lời thay người đeo, dường như đây là một cách nhắc khéo rằng họ không thích bị hỏi những các vấn đề trên.
Ngoài những mẫu mã khẩu trang thay lời muốn nói kia, các nhà sản xuất cũng cho ra mắt các thiết kế hoa văn mang đậm văn hóa Trung Hoa như là hình mạc chược, hoa văn sườn xám hay là mèo thần tài. Một ứng dụng mới có tên là ToonMe với khả năng thay đổi ảnh thật của bạn thành ảnh hoạt hình theo phong cách Pixar đang được nhiều người thích thú và trở thành một trào lưu vô cùng nổi bật trên mạng xã hội. Sử dụng công nghệ AI, ứng dụng sẽ tự động xử lý khuôn mặt bạn mà không cần bất kỳ những thao tác cầu kỳ nào. Từ khi ứng dụng xuất hiện, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú và muốn xem liệu rằng nếu như xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Disney, mình sẽ trông như thế nào. Không những dùng ứng dụng này để tạo ra các hình ảnh hoặc hình cho cá nhân, cộng đồng mạng còn dí dỏm thử ứng dụng lên những người nổi tiếng như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, diễn viên Emma Watson, đầu bếp Gordon Ramsay hay các nguyên thủ quốc gia như ông Obama, Putin và Kim Jong-un. Điều đáng ngạc nhiên là độ chính xác của những bức ảnh này được cho là khá cao và giống với phiên bản người thật. Tuần này, bản tin kinh tế trở lại với bản báo cáo rủi ro toàn cầu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kế hoạch khắc phục kinh tế Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden. Sự xuất hiện của Jack Ma sau nhiều tháng ẩn danh. Và cột mốc quan trọng gần đây của Netflix khi công ty này vượt ngưỡng 200 triệu người đăng ký. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo rủi ro bão kinh tế toàn cầu do cách ứng phó COVID-19. Sáng ngày 19 tháng 1, CNBC đã dẫn tin về cảnh báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2021. Theo báo cáo, dự tính hướng nội và tích trữ vaccine của một số quốc gia nhằm đối phó với đại dịch là điểm đáng quan tâm, đang đe dọa khả năng phục hồi toàn cầu sau khủng hoảng. Phía Hội đồng đánh giá đại dịch độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Ellen Johnson Sirleaf, thất vọng vì việc triển khai vaccine đang nghiêng về hướng có lợi cho các nước giàu. Bên cạnh đó, bà Carolina Clint, trưởng bộ phận quản trị rủi ro khu vực châu Âu của Marsh & McLennan, cho rằng các gói tài chính có thể vướng các vấn đề về công ty sát sống cần nợ để duy trì và chỉ đủ lây lắt trả nợ, cùng với bong bóng tài sản tăng giá nhanh không theo nguyên tắc, ắt có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Covid thay đổi nhân sinh quan của nhiều người, nâng cao nhận thức về thảm họa. Do đó, thời tiết khắc nghiệt, thiệt hại môi trường và khí hậu do con người gây ra được coi là những rủi ro có thể xảy ra nhất trong thập kỷ tới. Cùng với các cuộc khủng hoảng việc làm và sinh kế, bất bình đẳng kỹ thuật số và sự vỡ mộng của giới trẻ cũng được liệt kê trong số những mối đe dọa sắp xảy ra, với trọng tâm của báo cáo là khoảng cách xã hội ngày càng rộng do đại dịch gây ra. Các nhà phân tích cảnh báo kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại sau phục hồi mạnh và nhanh. Ngày 18 tháng 1, trên trang CNBC, các nhà kinh tế đã nhận định về kinh tế Trung Quốc với cảnh báo sự tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ chậm lại trong dài hạn. Trong quý cuối năm 2020, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,5% so với năm trước, là mức tăng cao nhất tính từ quý 4 năm 2018. Theo ông Haibin Tu, nhà kinh tế trưởng Trung Quốc của tập đoàn JP Morgan, con số tăng trưởng này cao hơn cả trước đại dịch, chứng tỏ hoàn tất đồ thị phục hồi hình chữ V. Trung Quốc là nơi bùng nổ đại dịch đầu tiên, các nhà chức trách đã đóng cửa hơn một nửa quốc gia để ngăn sự lây nhiễm, khiến nền kinh tế suy giảm 6,8% trong quý đầu tiên của năm 2020. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng vào quý 2 năm ngoái nhờ hoạt động sản xuất và xuất khẩu mạnh mẽ. Điều đó đã giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng vào năm 2020, bất chấp những thách thức từ đại dịch COVID. Chi tiêu của người tiêu dùng là một mắt xích yếu trong nền kinh tế này. Số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng năm chậm lại còn 4,6% trong tháng 12. Doanh số bán lẻ cho năm 2020 thấp hơn 3,9% so với năm trước. Ông Julian Evan Pritchard, nhà kinh tế cấp cao cho thị trường Trung Quốc tại công ty tư vấn Capital Economics, cho biết các dấu hiệu đang chỉ ra sự hồi sinh trong tiêu dùng. Ông giải thích rằng tăng trưởng thu nhập đang phục hồi do thị trường lao động của Trung Quốc phần lớn đã trở lại bình thường. Ông Simon Baptist, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại công ty tư vấn The Economist Intelligence Unit, nhận định Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại về lâu dài. Xu hướng này bắt đầu ngay cả khi trước đại dịch. Theo ông Baptist, suy thoái là hệ quả của thay đổi cơ cấu khi Trung Quốc tìm cách tăng độc lập kinh tế quốc gia. Bốn hướng khắc phục kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden
Trong ngày 20 tháng 1, ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ, CNN đã có bài đăng về các chính sách mà ông Biden định đưa ra để khôi phục nền kinh tế. Đầu tiên, ông kêu gọi tăng gấp đôi số nơi xét nghiệm cơ động drive-thru, đầu tư vào xét nghiệm tại nhà, thuê ít nhất 100.000 người Mỹ để thực hiện truy vết trường hợp tiếp xúc. Ông còn muốn đầu tư 25 tỷ đô la vào sản xuất và phân phối vaccine để cấp vaccine miễn phí cho người dân, cấp quỹ ngân sách cho các bang, địa phương, giúp đỡ trường học và doanh nghiệp nhỏ. Thứ hai, ông muốn hạn chế sự bất bình đẳng, chỉ tăng thuế với người có thu nhập trên 400.000 đô la Mỹ một năm. Ông sẽ tăng doanh thu cho nhà nước bằng nhiều cách, tăng mức thuế thu nhập cao nhất lên 39,6%, tăng thuế doanh nghiệp lên 28%, thuế thu nhập nước ngoài tối thiểu 21%, thuế thu nhập tính trên giấy tờ của công ty là 15%. Ông sẽ phạt các công ty chuyển ra nước ngoài nhưng vẫn bán sản phẩm ở Mỹ. Bất kỳ ai kiếm được hơn 1 triệu đô la mỗi năm sẽ bị đánh thuế ở mức tương tự đối với thu nhập đầu tư. Bên cạnh đó, ông còn muốn tăng tín dụng thuế trẻ em, mở rộng khả năng tiếp cận với các tín dụng phi bảo hiểm được hoàn lại. Theo nghiên cứu của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, kế hoạch thuế của Biden sẽ tăng doanh thu lên 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới mà không ảnh hưởng nhiều đến GDP. Thứ ba, ông có kế hoạch tạo ra ít nhất 5 triệu công việc sản xuất mới, đầu tư 400 tỷ đô la Mỹ vào các quy trình cung ứng, kích cầu, 300 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ gồm trí tuệ nhân tạo AI và 5G, 70 tỷ đô la Mỹ cho trường cao đẳng, đại học cho người da đen, trường học của các bộ lạc. Kế hoạch của ông Biden sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la Mỹ một giờ. Chính quyền Joe Biden sẽ mua hàng tỷ đô la, phương tiện giao thông và sản phẩm dùng năng lượng sạch, đánh thuế điều chỉnh carbon đối với bình đẳng chủng tộc. Ông tài trợ sáng kiến đầu tư, khoản vay kinh doanh lãi thấp cho các cộng đồng người da đen, da nâu. Thứ tư, ông kêu gọi hủy 10.000 đô la khoản nợ liên bang cho vay của sinh viên. Thêm 10.000 đô la nữa cũng được hủy cho mỗi năm phục vụ cộng đồng trong vòng 5 năm. Ông sẽ tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho sinh viên và tăng số lượng sinh viên có thể tiếp cận, hỗ trợ tài chính. Đồng thời, giảm một nửa các khoản vay liên bang cho sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên theo học các trường cao đẳng cho người da đen hoặc trường phục vụ người thiểu số kiếm được ít hơn 125.000 đô la sẽ được xóa nợ. Và các trường hợp này sẽ miễn học phí cho những sinh viên có thu nhập gia đình dưới 125.000 đô la. Ngoài ra, kế hoạch của ông Joe Biden còn bao gồm cải cách thủ tục phá sản, mở rộng quyền lợi người lao động, loại bỏ tình trạng dùng quỹ tư nhân và đồng tiền riêng trong bầu cử, kêu gọi đạo luật ngăn công nhân nước ngoài ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ, tạo minh bạch chi tiêu cho bầu cử. Jack Ma tái xuất sau nhiều tháng ẩn danh. Ngày 21 tháng 1, CNN Business đã có bài viết về lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Jack Ma khi đế chế công nghệ của ông tiếp tục đối mặt với sự giám sát của các cơ quan quản lý Trung Quốc. Lần xuất hiện này của ông nằm trong khuôn khổ một sự kiện từ thiện, đoạn video ghi lại cảnh ông trò chuyện cùng giáo viên ở vùng nông thôn Trung Quốc. Trước đó, Jack Ma đã không xuất hiện hoặc đăng bài trên mạng xã hội từ hơn một tuần trước biến cố của Ant Group trong tháng 10 năm ngoái. Sau khi đoạn video được phát sóng, cổ phiếu của Alibaba tại Hồng Kông đã tăng 8,5% và tại New York tăng 5,5%, xóa bỏ một số khoản lỗ từ vụ IPO thất bại của Ant Group, thúc đẩy tăng giá cổ phiếu công nghệ. Netflix vượt mốc 200 triệu người đăng ký. Ngày 20 tháng 1 vừa qua, CNN Business đăng bài về cột mốc quan trọng 200 triệu người đăng ký của Netflix, một trong những công ty có ảnh hưởng nhất Hollywood. Lợi nhuận quý thứ tư của Netflix vào năm 2020 là 542 triệu đô la, giảm so với 587 triệu đô la trong quý đầu năm. Doanh thu của công ty tăng 21% lên 6,6 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng tới 12% trong phiên sau khi công ty công bố thu nhập. Netflix đã báo cáo rằng trong cả năm 2020, công ty đã đạt được 37 triệu người đăng ký mới, tăng 31% so với năm trước. Trong một thông báo khác, công ty nói rằng họ đang rất gần với việc phát triển bền vững bằng dòng tiền tự do, với dự đoán hòa vốn trong năm 2021. Đối với việc cạnh tranh trong hoạt động phát trực tuyến, Netflix không nắm đúng với chiến lược đơn giản, cải thiện Netflix mỗi ngày. Vàng tăng hàng tuần, tiếp tục củng cố bởi hy vọng phục hồi kinh tế. Giá vàng đã giảm hơn 1,8% vào thứ Sáu, khi đợt bán tháo trên thị trường rộng lớn gây áp lực lên kim loại này cùng với đồng đô la vững chắc. Tuy nhiên, hy vọng về kích thích tài chính lớn từ Mỹ đã đưa vàng thỏi vào đà tăng tuần đầu tiên trong 3 tuần. Vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 1.851,5 đô la Mỹ một ounce
vào lúc 10 giờ 10 sáng, rút lui khỏi mức cao nhất trong 2 tuần vào thứ Năm. Kim loại này đã tăng 1,4% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8% xuống còn 1.851,5 đô la Mỹ. Ông Philip Stribo, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Blue Light Futures cho biết, các nhà đầu tư bán tháo bất kể loại tài sản nào, từ cổ phiếu đến sản phẩm nông nghiệp. Đã có rất nhiều tập trung vào liệu kích thích kinh tế có được thông qua hay không và liệu việc triển khai vaccine có hiệu quả hay không. Sức mạnh của đồng đô la cũng đang đè nặng lên vàng miếng. Lợi tức chuẩn của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng trên 1%. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đề xuất một kế hoạch cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, mặc dù một số thành viên đảng Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại về số tiền này. Chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm từ mức cao kỷ lục. Trên thị trường tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 23 tháng 1 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.137 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 là 1 đô la Canada bằng 18.229,64 đồng Việt Nam. So sánh tỷ giá đô la Canada giữa 12 ngân hàng lớn nhất Việt Nam, ngày 23 tháng 1, tỷ giá đô la Canada ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm trước. Trong khi đó, chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán, 4 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm trước. Ngày 23 tháng 1, Ngân hàng Đông Á mua đô la Canada giá cao nhất là 17.990 đồng Việt Nam cho 1 đô la Canada. Bán đô la Canada thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 18.005 đồng Việt Nam cho 1 đô la Canada. Trong khi đó, theo Bank of Canada, ngày 22 tháng 1, 1 đô la Canada bằng 0,7864 đô la Mỹ. Cảm ơn Quỳnh Giao với bản tin kinh tế tuần qua. Thưa các bạn, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý được Culture Magazine tổng hợp lại trong tuần qua. Hoàng Anh cùng ban biên tập xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình với những chia sẻ và ý kiến đóng góp của các bạn. Rất mong tiếp tục được các bạn ủng hộ bằng cách subscribe và chia sẻ video để nhiều người được biết thêm tin tức cũng như để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin kính chúc các bạn một tuần mới vui khỏe và an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.